Thiếu nữ gia cảnh nghèo khó Giang Y Ninh bị người nhà bán vào hôn nhân, gả cho con trai nhà giàu thành phố Hải Châu tính cách cực đoan mà cực đoan Lâm Hạo Đông, đồng thời cũng trở thành mẹ kế của đứa con trai 13 tuổi Lâm Tri Húc. Bạo lực gia đình của người chồng giàu có khiến Giang Y Ninh ở Lâm gia nhận hết khuất nhục, sau khi kết hôn không lâu Giang Y Ninh liền làm ra một hành động không thể quay đầu lại, cũng khiến cô hoàn toàn bước vào hắc quyên của cuộc đời. Chu Tuần, tôi trốn không thoát. Vậy không bằng ngọc nát đá tan hướng cứu rỗi, hướng thực tế, hậu kỳ nam nữ chủ đều không phải là thiện loại. Phát điên văn học, xin đừng truy cứu tam quan. Chương 1 An bài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lần đầu gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Quen biết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Bất đắc dĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Khó khăn hận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Đi qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Điều kiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Đại giới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Trưởng thành Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Đêm dài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test